Hi cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Camilla Hằng GB, Family của xã Thôn Quê ở Nhật. Cả nhà ơi, hôm nay gia đình Hằng là tiếp tục đi ngắm hoa đa hoa mới cho cả nhà. Thì hôm nay là sẽ là một địa điểm khác. Đó, bây giờ đây là Hằng sẽ quay ở đấy cái cảnh cảnh ở chỗ Hằng đấy là cái công viên San Tin Ba Việt cửa ngay căn nhà của Hằng ấy cả nhà. Đây Hằng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nhé. Đang là về mua hoa đa hoa mới rất là đẹp. Đó, xa xa là mẹ bố con đang ở phía sau đấy cả nhà. Đó, bây giờ đây là hoa mới này cả nhà này, nhưng mà nó cũng chưa nở hết đấy cả nhà. Đấy, nó trồng trồng rất là đẹp. Đấy. Đấy, đây cả nhà này. Đây này cả nhà, đấy là hoa, đây là hoa đào này. Không phải, đấy là hoa mới cả nhà, hoa đa hoa mới, không phải là hoa sa cứ rám một cả nhà nè, rất là đẹp. Trời giấm mấy cả nhà, có gió còn rất là lạnh. Rất là nhiều loại cả nhà. Đấy chưa xóa hàng đấy là thôi hả? Hoa đa hoa mơ hoa mơ nhau hả? Nó là màu đỏ ấy cả nhà, nó màu đỏ, màu trắng. Rất là nhiều loại. Nhưng mà nó chưa nở hết. Tâm chắc phải tâm đồ hát rồi nó nở rồ này. Cái hoa này nó nở chậm hơn cả cái hoa đào ấy, hoa mới nó chậm hơn cái hoa đào ấy cả nhà. Đây này cả nhà ơi. Mẹ bố con nó chạy rồi. Đây là sau đây cả nhà đây. Nhưng mà nó cũng chưa nở hết đấy cả nhà, nó còn múc bên này cả nhà này đó. Đây này cả nhà đó. Đó. Nó vẫn chưa nở hết đấy cả nhà này. Bây cái hoa mơ này nó chậm hơn cái hoa đào hồng đấy cả nhà. Đây dẫn hai bên hàng này đấy. Bên chỗ này cả nhà, đây là cái hoa đào nhưng mà không phải là đào của sakura ấy cả nhà. Đào sakura thì nó tầm giữa thằng ba đâu thằng tứ ấy, tùy theo tính ấy cả nhà. Tùy theo tính ấy, ta thường nó sẽ dao động từ giữa của tầm cuối thằng ba thằng tứ đấy, cuối thằng ba cho đến giữa đâu thằng tứ giữa cuối thằng năm ấy cả nhà. Còn đây là hoa mơ này, đây là hoa mơ, còn bên kia là hoa đào. Hoa đào nhưng mà cái loại đào bên này là hoa đào sakura. Đấy. Rất là đẹp hả cả nhà. Đây này.
cả ngày chứ. Thì ở Nhật á, hầu hết là ở tỉnh nào ấy, ở tỉnh nào huyện nào cũng sẽ có những cái công viên hoa nó rất là đẹp. Về mùa nào thì nó sẽ hầu hết nó mọc ven đường rất là nhiều. Thì thường thường là ở công viên thì nó sẽ nhiều hơn cả nhà. Đấy, nhưng mà ở ra đường hoặc là đầu ngõ nhà ai hầu hết nó cũng có một cái đào, một cái hoa đào hoa mai. Đấy cả nhà này. Rất là đẹp. Đi đằng đầu đang là đây phía sau lưng hàng đó đang ở cả giày luôn đấy cả nhà đó. Ôi chà, mày bố con rồi lên đây để chơi. Sáng mới ở kiểu. Ơi ở đâu mà nhặt cừu nó hai cái tay lắm. Tắc cừu quá, nó bốt tả. Bố con chào con đây, con muốn lát cái nước bừa. ミルクもって。取るところも。取ってる。なんか。あ。タクミルクマミちょうだい。タクミくん、マミミルクちょうだい。え、マミ持ってくるよ。よ、チケットね。 Đau tay, đau chân như cô chủ ạ. Ryuki, con vứt cái lề đi. Vùng
ăn hột đất ở cái vùng quê ở ngay chùa chùa gần nhà hàng ở đây. Mùa nào thì sẽ có những cái loài hoa và loài tài cây rất là ngon và nổi tiếng. Hôm nay chủ nhật thì cả nhà đang ở khách rất đông luôn, không có cái khá rất là lành. Rất là đẹp, kỳ đấy này, không tuần này kỳ đấy. あ、何だろう。はい。花踏んどる。花?さ、花上ったらだよ。花踏んどる。うん、さっきにばばやったよ。パパじゃない。じゃいい。疲れたね。休憩か。違う。あ、秋は足ブラブラしてる。ちょっと休憩してて。タックは全然平気だよ。しゃ。しゃ。 Hello? Chà. 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 À, kì đá cho bứ? Ờ. À, rưu tê đê kì rú? Ừ, và gạo à tê nè. Rồi kì hồ chụp kì tê nè. まだやりたい。問題は今日中めたいから。 Thì Hằng sẽ đi bố đi xuống đấy nha cả nhà. Đấy, à, bên kia là nhà kính này, nhà kính có cái siêu thị, có cái khu vui chơi ở bên này. Đấy, bây giờ Hằng sẽ đi xuống quay toàn cảnh cho cả nhà cùng xem này. Aki mae ite o, kochi, aki kochi. Rồi aki manaka kochi. Đấy. Đấy. Koko koko abuna yo ochi rồi đó. Aki kochi, Aki. Con là chỗ này này, con đi rồi chỗ này bị mè này. Bên này là cũng hoa hoa sakura này cả nhà này. Bên bên phải hang là cái hoa sakura nhưng mà nó chưa nở, nó bây giờ ra búp này, ra búp thì tầm cuối tháng 3, đầu tháng 4 bắt đầu nó mới nở đấy cả nhà. Còn đây là hoa đào thuộc cái là hoa đào nhưng mà không phải là đào xá cứ rái. Mẹ muốn đi vệ sinh quá. Cái nữa là đẹp. Thank you.
Ruki, kuruma ka? Jitu mami to le ikitai ka. Ở đây quên không nè, tìm đây là hàng dễ thương như cả nhà này. Ở đây có cái nhà vệ sinh để lắm cả nhà. Đây là cái công ty cũ ngày xưa hàng làm đấy cả nhà nhé. Đây là công ty Yamaguchi cứ sẵn công ty Buta này. Hầu hết được tuần nào ngày nào hàng đi ở gần hàng ấy. Đây, đây là cái công ty ngày xưa hàng làm ở trong này cả nhà. Yamaguchi cứ sẵn. Ngày nào cũng đi ngang qua đây cả nhà. Công ty cũ của hàng ngày xưa đó cả nhà. Rất là đẹp, đi đâu cũng bắt gặp những cây cân hóa xá cứ ra hoa đào rất là đẹp. Cả nhà ơi, cái mùa này bây giờ mình đi đâu mình cũng sẽ bắt gặp mình ở ngoài đường này, ngoài công viên này, hoặc là ở những cái chỗ ven đường ấy, hoặc là trước cửa nhà đây của Nhật ấy, đi đâu thì mình sẽ được bắt gặp những cái cây, rồi là cái vườn ở công viên thì nó nhiều hơn đấy cả nhà, thì mình sẽ bắt gặp những cái cây hoa đào, hoa mơ rất là đẹp. Đấy, phía sau hang đấy là cũng có một cái cơn hoa rất đẹp đấy cả nhà này, đó nó nở hoa, nó hoa này đó. Bây giờ không quay cho cả nhà cũng xem nhá. Cả nhà ơi, đó phía trên nữa, cái cơn rất là đẹp đấy cả nhà này, đó đó đó, không quay cho cả nhà cũng xem đó. Đấy, rất là đẹp đó. Đây là cái ngay chỗ con bên ní ấy cả nhà. Bây giờ ăn xin chân để mua rồi. Ôi đẹp thế này cả nhà. Đây là nó hoa luôn này, không còn lạ này. Thì cả nhà ơi, cái video của Hằng hôm nay đến đây là hết rồi. Một lần nữa Hằng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của Hằng nhé. Để mọi người đã xem hết cái video của Hằng thì hãy dành tặng cho Hằng một like và một ấn bấm đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký kênh ủng hộ Hằng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video lần sau của Hằng nhé cả nhà. Bye bye và chào tạm biệt cả nhà này.